Normal. Hát luôn đi. Alex, Alex. Look. Over there. Nhìn thấy gì không? That's a leucistic white-tailed deer. Đấy, game này phải có Việt hóa các bạn ạ. I thought that was called getting old. Okay, this is a huge deal. They're incredibly rare. Oh, I'd love some rare venison. Did you hear that? Hear what? Wait here. I'm gonna check it out. Martin, hold on. Martin! Rồi, cút. Ờ. Bạn trai đâu? Hãy cẩn thận. À, bất cứ gì kính đều tạo ra cái tiếng động này. Đi chậm. Đủ. À, mình lăn chuột để đi chậm. Đi chậm thì sẽ không tạo ra nhiều tiếng động. Tiếng đéo gì nhỉ? Ngôi nhà này chắc chắn là của một người phụ nữ. Bởi vì chỉ có người phụ nữ thì mới mặc cái này thôi. Gì vậy? Cửa tự động à? What the hell? Đi chậm thôi. Chết. Cửa này khóa rồi. Đi con mẹ mở cửa bằng chuột ạ. À. Eo ơi. Đi xuống đây á.
Game gì á? Đây là game vùng đất câm lặng. Vùng đất câm lặng anh em ơi. Nhưng mà chắc là cái đoạn đầu này chắc là đoạn kiểu đéo có gì đâu, cứ đi mạnh vào, sợ đéo gì. Đồ má Martin. Martin là chơi kỳ, chơi fucking try. Oh, come on. That was funny. Thôi rồi, tôi vừa dịch cho anh em vậy. I got you pretty good. No, you didn't. I didn't know where you were. I didn't know if you were hurt or Alex. And I can't lose another. What's wrong? Alex, what's wrong? Oh, Jesus. Shit. Hey. Ôi chú ơi, tệ quá. Alex. Này, cái gì? Bạn cần gì? Tell me how to help, okay? Martin? Mom? What is it? I don't know. She just... Alex, it's me. Alex. Là tôi đây, nào ra đây, anh có thể... Cái gì? Địt cỏ mẹ, dịch như cặc thôi, đéo dịch. Ngày thứ 105. Alex. Thank Christ for the rain. This place is huge. Should we split up? Could be dangerous. All the more reason to search this place. Càng có lý do để tìm kiếm nơi này càng nhanh càng tốt. Need food, Alex. Without it, the hospital won't make it. Okay, no. Mẹ cái dịch của tôi bây giờ nó như cặc ấy. My flashlight just died. Không, game này phải có tiếng Việt ạ. Để tối tôi lên tôi hỏi cánh cụt tim xem là stay claim. Những âm thanh lớn như tiếng mưa, tiếng suối hoặc tiếng thác nước có thể át đi tiếng ồn của bạn để bạn có thể di chuyển an toàn. À, cái phổi kia là cái gì nhỉ? Rider ở đây này. Cái gì đây? Nó hiệu quả. Tôi biết anh đã bảo tôi đừng thử những chiếc tiệt tôm. Cái đéo gì đi mẹ, dài thế. Mình đi vòng ngoài trước đi. Xem vòng ngoài có gì không. Ui, một con ngựa chết. Đấy. Nhưng mà tôi đang chưa hiểu đang ui.
Là ông này đi mẹ, ông này còn sống hay là đã chết rồi đấy? Đi đây. Khi bạn tìm thấy một tàu con thoi sáng bóng, bạn sẽ kiếm được một số điểm tín dụng nhất định. À, tùy thuộc vào độ hiếm của tàu. Độ hiếm được thể hiện qua màu sắc. Bạn có thể sử dụng những điểm đó để mở khóa nội dung bổ sung trong menu dưới giọng nói của Extra. Tức là mình vừa nhặt được một cái máy bay gọi là mẹ ông này ông chết rồi. Gì vậy? Đi lên trên à? Thì mẹ nhiều lối đi thế, đi nào ta? Lock cửa. Mở khóa rồi. Kéo được. Ok. Chắc là đi lên trên rồi. Bây giờ có hai cầu thang lên. Để lên guest room đi. Cái gì đây? Nếu bạn cảm thấy bối rối, bạn có thể nhấn để nhận gợi ý về nơi cần đến tiếp theo trong vài giây. Gợi ý này cũng cho bạn biết hành động chính của bạn phải thực hiện để tiếp tục phần đó. Ấn ở đâu? Ấn cái này là ấn cái đéo gì? Khóa rồi. Phòng này vào được không? Khóa nốt. Cần à, phòng này phải vào này. Nó đang cần key này. Ui. Cần một cái gì kia? Cần vít à? Bây giờ mình sẽ đi kiếm chìa khóa này. Ủa? Đây đi mẹ ra ngoài rồi. À đi men ở đây được. Hold to skip đi. Đã đủ nhá. Đây rồi, tôi vít đây rồi. Tôi vít đây à? Thế thì mình sẽ quay lại kia. Ở đây, trèo qua được hay sao ấy? Đúng mẹ thôi. Đỡ phải đi vòng.
Ôi, cái biểu tượng phổi nó làm sao nhỉ? Bây giờ mình sẽ dùng tô vít để mình vặn cái này. Vặn cái đéo gì? Xoay à? U đi mẹ. Úi giời, xoay. Xoay đi, xoay đi. Đúng rồi. Xoay nào. Xoay chuột này, xoay chuột này. Mở nó xuống. Khẽ thôi. Khẽ thôi, đặt nhẹ xuống. Đúng rồi. Đi vào. Game này là game vùng đất câm lặng. Oh, nhặt được một cái máy bay nữa. Độ hiếm là 20 CR. Ủa? Vào đây chỉ để nhặt cái máy bay thôi à? Thế hết mẹ đường rồi. À đây còn đường nữa. Ủa? Ở đây đi, đường này mình chưa đi này. Phía trước đây thật là khẽ thôi, đừng có tạo tiếng động nhiều, chết đấy. Đây toàn bo mạch gì nhở? Được một cái bản đồ gì. Có chìa khóa này. Chìa khóa phòng số 4. Chìa sơ. Ui đi mẹ, nó thật thế các bạn ơi. Úi giời. Mở cửa nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi, đúng rồi. Tạo tiếng là ăn cướp đấy. Vùng đất câm lặng mà, mình không được tạo tiếng. Ủa, quay lại chỗ kia à? À bây giờ mình sẽ phải đi vào phòng số 4. Phòng số 4 là phòng số nào nhỉ? Phòng số 4 trên này đúng không? Nếu mà tạo tiếng thì sẽ có quỷ nó ra. Nó giết mình. Có quỷ, có quỷ. Đây. Nhẹ thôi. Đấy, thấy chưa? Mở phòng số 4 này ra là đã có máu rồi nè. Máu, máu, máu. Trong này có người chết không? Đi khẽ thôi. Khẽ thôi cưng à. Kéo cái tủ này ra. Nhẹ thôi. Bình tĩnh. Đúng rồi. Nhặt cái gì đây? Băng, một băng cassette.
Black Metal KTS. Bên kia có gì nữa kìa. Trong này có gì không? Lại nhảy xuống đây à? Ui. Ui, nhìn mẹ có cái đéo gì kia. Hen. Ý, mẹ có cái bịch gì kia? Chả phải người chết à? Dùng đấy. Que thử gì ấy? Đây đó là que test gì à? Bây giờ cần đi tìm Martin để thông báo cho cái thai của mình đang trong bụng là của Martin. Chắc là như vậy à. Mở cái chốt lên khẽ thôi, giật nó ra, đập nó xuống, mở cửa. Ờ. Đi tìm cái gì ăn à? Đâu ơi? Đây là safe room à? Đây là phòng an toàn. Batteries? No. Should we sleep here? Sure. Candles. Tôi lại ngủ ở đây. Nến rồi nó sẽ chuẩn bị đồ ăn. Địt mẹ chuẩn bị lâu thế.
Hết chưa? À còn trong này nữa. Đồ ăn có chưa? Martin. Ngồi á. Give me your hand. Đưa tay đây. Another prank? Never. Trao nhẫn rồi. Boom. Găng tay làm đéo gì? Găng tay là xấu. Nhìn vào mặt mình trông có cú không? Đây, bố mày có thai rồi. Really? Trông đéo vui tí nào cả. I love you so much. I love you so much. Đổ bệnh rồi, đổ bệnh rồi. Sao đây? Cái gì đây? Đồ nha. Căng thẳng về thể chất hoặc tinh thần làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn của Alex. Tình trạng của cô được biểu thị bằng biểu tượng căng thẳng ở góc trên bên trái màn hình. Khi căng thẳng ở trên khi căng thẳng trở nên nghiêm trọng, Alex sẽ có lên cơn hen suyễn. Cố gắng giữ mức độ căng thẳng do hen suyễn ở mức thấp bằng cách sử dụng máy xông khí dung và thuốc viên. À, tức là cái phổi của con này mà nó cứ đọc màu đỏ là nó sẽ bị lên cơn. Mà lên cơn hen suyễn thì sẽ ho và sẽ gây ra tiếng động, đâm ra sẽ không được. Đó. Khi mức độ căng thẳng quá cao có thể dẫn đến cơn hen suyễn, tránh nó bằng cách nhấn. Với kết quả xanh, căng thẳng do hen suyễn sẽ giảm. Với kết quả vàng, bạn sẽ tránh được cơn hen suyễn, nhưng bạn vẫn còn cách nó một bước nữa. Với kết quả đỏ, Alex sẽ lên cơn hen suyễn. Cho chơi lại cái. Ồ, xanh rồi, xanh rồi, xanh rồi. What should we do? We'll figure it out. When it cries, laughs. We'll keep it safe. How? I don't know, but we will. And your mom? She'll be a grandmother. Laura hates me ever since. You saved me that day. Alex. Finally. Something good. We'll need supplies. Will the hospital have them? No, we're low on everything. There's a camp. They'll have supplies. First, we bring food back to the hospital. Cần phải đi đến bệnh viện à?
put something in your backpack, along with the food. Đúng rồi, game này phải có tiếng Việt á. Không có mưa. Nghĩa là phải có Việt hóa. Từ từ, sao mình không thử xem nó có tiếng Việt luôn không? Lồn có. Ui. Bây giờ mới bắt đầu trò chơi này. Hold on. Ủa, có ô tô sao đéo đi? À, bị chặn mẹ rồi. Anh định bế em đi à? Anh Martin. Ủa? Anh Martin ơi, bế em sang. À đây. Ờ. Phải gây tiếng động là những cái con lùn kia nó sẽ mò ra. Rồi Martin đi. Phá đảo rồi. Ngày thứ 119. How's it going? Any progress with the phenometer? Right. You get it working? No. You need something. Well, I'm heading to rations. Ui, game mày hay đấy. Nhưng mà cần phải có tiếng Việt này. Okay. And how about I help you with the phenometer? I'm no tech wizard, but. Để mày hiểu hơn được câu chuyện này. Ta là bác sĩ, cũng là cha của con, nên ta biết. Và cho Martin trước khi bạn sẽ gì nhỉ? Since Martin's death, Mark's been running things, which is bad for everyone. This could give her something to focus on. Besides her grief. Giờ Red Team có Việt hóa rồi á? Ngày 119. Thế nào rồi? Có tiến triển gì về cái máy đo âm vị? Máy đo âm vị phải rồi, có xài được không? Không. Chắc cần gì ạ?
Cha đi kiếm đồ ăn. Muốn đi cùng không? Không, không, không. Không, cảm ơn cha. Được thôi. Hãy để cha giúp con với cái máy đo âm vị nhé. Cha không giỏi kỹ thuật đâu, nhưng cha đừng. Nó chưa được sẵn sàng đâu. Cha biết. Alex, cha biết rồi. Bằng cách nào? Cha là bác sĩ mà, còn là cha của con nữa. Ui, lúc ấy tôi dịch chuẩn thế. Được bao lâu rồi? Con không biết, chắc là 2 tháng. Còn ai biết không? Con có kể cho Martin trước khi anh ấy Ôi, Alex, con sẽ vượt qua chuyện này thôi. Bọn ta sẽ giúp con. Cha, Laura. No, đừng. Cha thực sự muốn kể con đang mang thai cháu nội bà hay sao? Laura luôn nhiệt tình khi có mục tiêu mà. Kể từ khi Martin chết, Mark đã phải điều hành mọi thứ khiến mọi người không ổn tí nào. Chuyện này có thể mang lại cho cô ấy sự tập trung ngoài nỗi đau đó. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu. Không bao giờ. Sớm muộn gì thì cô ấy cũng biết thôi. Có kể hay không thì cũng vậy à? Không, nếu chúng ta rời đi thì sẽ không có đâu. Rời đi sao? Có một khu trại được cải tạo thành đền đồn vệ binh quốc gia. Chúng ta sẽ đi không đi. Việc bầu bì thế này khó khăn lắm. Cha có thể chăm sóc con ở đây mà. Tại một cái bệnh viện đang cạn kiệt mọi thứ sao? Con đã nói chuyện với ai ở trong khu trại đó chưa? Không. Vậy là chúng ta chẳng biết gì vệ binh quốc gia cả. Con sẽ tìm bằng chứng không? Con cần phải là người nghỉ ngơi. Cha, làm ơn đấy. Nghe này, cha sẽ tìm bằng chứng. Ngày mai cha sẽ đi kiếm radio rồi xem có liên lạc được với người với ai không. Nếu vệ binh đang ở khu trại đó thì sao? Liên lạc được cái đã nhé. Đừng có cầm theo cái đèn cả pin. Để cha đi kiếm pin. Không, để con đi lấy. Cha có thuốc chống nôn không? Thuốc chống nôn à? Cha không biết. Có kẻ đột nhập tủ thuốc nên là giờ Mark không cho ai đến được gần nữa. Được rồi, lấy được gì thì con sẽ lấy. Để chúng ta có thể khởi hành ngay khi sang. Cẩn thận đấy nhé. Laura á? Laura là mẹ của mẹ ruột của Martin. Có lẽ cha cần được thuyết phục, nhưng mình muốn rời đi ngay lập tức. Mình sẽ đến kho để lấy vài viên pin. Trông mặt tếu thế. Chỉ một giây thôi, chỉ cần thế thôi. Bị lôi kéo đi, ánh mắt đầy ám ảnh. Không thể quay ngược thời gian. Chuyện gì đến cũng đã đến. Và tôi là người nắm giữ khẩu súng. Khoảnh khắc đó đến, khoảnh khắc trôi qua. Ôi quá mong manh, không thể tồn tại lâu. Bài hát hay bài thơ vậy? Ủa? Rõ ràng không phải cha đi vào đường này. À không, cha đi ra ngoài mà. Đây là phòng vệ sinh. Bị khóa rồi. Có mỗi đường kia đi được rồi. Mẹ, mấy cái này nó có dữ kiện gì không nhỉ? The Roma là Ý, là Tokyo ở Nhật, Bangkok Thái Lan, Sydney ở Úc. Machu Picchu là ở đâu nhỉ? Brazil. Ai Cập. Santorini ở đâu nhỉ? Iceland. Ủa? À, phòng này hết đường đi rồi. Đi nào.
đâu? À đây. Đây có anh ngồi ở cửa kìa. Ơ, thế rồi. Tự dưng giữ nút mẹ bị skip qua mất cái đoạn nó nói chuyện gì rồi. Tối quá. Toàn những cái dữ kiện gì ấy các bạn ạ. Đi được. Ê. Ê đéo được chạy nha. Đi từ từ nha. Đi từ từ lên cơn hen suyễn. À đi chạy nhanh quá lên cơn hen suyễn kìa. Game này game gì á? Game vùng đất câm lặng ấy mày. Cầu nguyện thì thắp lên lên em ơi. Ủa? Rồi sao? Thế thôi à? Game này có chế độ co-op luôn á? Ủa đi đường nào tiếp nhở? Đây rồi. Gì đây? À pin, đây lấy được pin rồi. Ăn một viên vào sẽ hết hen. Ơ, what the fuck? Cấm vào khu vực này, mày làm tao giật mình đấy. Phải rồi, xin lỗi nhé. Tôi vừa nghe tin có người trộm thuốc nên lo lắm. Nhưng tôi sẽ đi đây, ổn chứ? Thấy cô khỏe lại là mừng quá. Laura sẽ mừng lắm đấy. Tởm vãi. Bạn có thể tìm thấy nhiều loại vật phẩm khác nhau ở khắp nơi. Bạn có thể lưu trữ và trang bị chúng bất cứ lúc nào. Nhấn Q để xem công cụ và E để xem vật phẩm tiêu dùng. Bạn có thể xem những vật phẩm đó có ích cho hành trình của bạn ở góc trên bên phải màn hình. Bạn có thể trang bị đèn pin một cách.
Ủa? Đứa đây đâu rồi nhỉ? À mày đéo được chạy các bạn ạ. Đi chạy là lên lên phổi luôn. Thế mày dạ màn. Game vãi cả view thật. Lấy được cái gì? Sử dụng nhưng mà được đấy chứ. Nó chậm nha. Ơ sao đéo vào được. Uầy. Đang không biết đi đâu rồi này. Lên lại phòng của mình à. Đi mẹ tối hùm. Ở đây là đường mới rồi này. Đi một hồi ra cảnh mới luôn này. À đéo đâu. Sai nào. Tôi biết chơi game mà. Trời ơi. Anh chơi vừa game này là game vùng đất câm sờ lặng. Vẫn cứ xem cái que thử thai này hoài. Thôi chết rồi, Laura biết rồi. Cô mang thai được bao lâu rồi? Còn tôi sẽ không để cô hại ai trong nhà tôi nữa đâu. Laura, khoan đã. Lại chân run rồi. Đủ rồi. Tôi sẽ không làm tù nhân của các người đâu. Mình phải cần tìm cách thoát khỏi đây. Đây chắc chắn là cái này rồi. Nhưng mà trước khi đi có cái gì nữa không? Ơ, con nói đúng, ở đây không an toàn. Cha biết là Laura tức lắm, nhưng cha không ngờ là cô sẽ giam con lại. Lấy đồ đi, cha sẽ đưa con ra khỏi đây. Hướng này. Ơ.
Thế là không phải chui cống nữa à? Đi theo cha. Bỏ qua đây, nó sẽ dẫn con ra ngoài. Còn cha thì sao? Đừng lo cho cha. Cha sẽ gặp con ở khu trại. Cứ đi theo đường ra nhé. Giờ thì đi đi. Nhanh nào, họ đang đến đấy. Con bé đâu? Tôi không biết. Cẩn thận đấy. Tôi đã nói rồi mà, tôi không biết. Rời khỏi đây. Mẹ có con đầu buồi gì ở trước mặt mình như này. Tôi sao xuống? Lên kia hen rồi. Đi chậm thôi đi. Khẽ thôi. Hello Phong nha. Máy đo âm vị. Mức độ ồn mà Alex tạo ra so với âm thanh môi trường xung quanh. Hãy duy trì chấn động nhỏ hơn môi trường. Đây là phải để ý dưới chân xem có gì mẹ, xem có đi vào cái gì không ấy. Đấy, ví dụ như mà đi mà làm đổ cái này là ăn cứt này. Số vật thể có thể nhấc lên. Đâu?
Sao lại không cần thiết? Ủa? Mình chui trong này em đéo gì? Đi đường néo làm gì? Rồi đéo đi được. Ủa? Lộn nhây. Ê sao vào được đây ta? Tôi biết rồi. Thế thả ở đâu? Như nào nhở? Bưng thùng qua để leo qua kia. Bưng thì đéo được nhờ. Đây có lối đi này. Bùa gì phải khổ thế.
gần. Ê, nốc thuốc kiểu gì nhỉ? Từ đi ra đã. Đéo nốc thuốc được ạ. Nốc thuốc kiểu gì ta? Hay là không có thuốc kìa? Cái bình xịt mình đâu ta? Mà cứ đi đi, sợ cái đéo thì chết thôi. Có thuốc không? Thuốc, 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 thuốc. Có thuốc không? Ủa, có súng kìa. Thuốc. I need thuốc. Phổi lạnh rồi, phổi lạnh rồi. Lạnh phôi rồi. Đây có bình này. Lộn tối thế. Rùng rợn thế nhở? À, máy bay à? Bố mày bú. Thuốc à? Bố mày bú nốt. Giữa giữa kia có cái lon kìa.
Phải tránh cái lon ra. Tưởng ở game này không được nói chứ, game này được nói bình thường. Nói mạnh là khác. Bắt tao đây, bắt tao đây, bắt tao đây. Đấy, nhớ không sao cả. Mẹ sao tưởng thoát ra mà cứ loanh quanh ở cái bệnh viện này nhở? Vẫn là cái phòng cầu nguyện kìa. À đủ. Con mẹ sao vào đây? Đâu bùa gì đây? Đi nào vậy bay? Ghê thế nhờ. Thấy có hai lọ thuốc này. Trong cái hòm này đá vào là ăn cứt này. Trèo lên đây. Bạn này. Bạn này. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đúng rồi. Máy bay.
Chìa khóa kìa. Ở đây chìa khóa phòng, chìa khóa phòng máy. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Rút ra. Ngồi. Nhẹ, nhẹ thôi. Nhẹ thôi, từ từ, từ từ. Mẹ sao trông giống mấy cái phòng này nó cứ thông nhau ấy nhỉ? Ủa? Hình như tôi đi qua cái cửa này rồi mà. Đúng không? Đâu? À, lúc nãy là leo lên đây, bây giờ là mở cửa này à? Như đẩy xe hàng. Rẽ trái rẽ phải. Đây rẽ trái. Trong này có gì không nhỉ? Thế phải đi vào ngoài rồi. Đi mẹ bẫy này. Ốc ốc vít bu lon bu lủng là đít mẹ chạm vào là chết này. Úi giời ơi, này. Từ từ thôi. Mẹ sao có tiếng con đấy ở đây nhỉ? Đây có gì không? À, mình phải leo qua đây à? Ô, ông bố à? Phải ông bố không? Trông giống ông bố thế. Bãi xe tầng hầm là cơ hội cuối cùng để mình có tìm, mình tìm lối thoát khác. Bãi xe tầng hầm. Lối này bị chặn rồi. Ơ. Có tờ giấy gì trong thùng thì bỏ mẹ quá nhỉ. Đi qua đây à?
Đi mẹo ấy, cái lon giữa đường kìa các bạn ơi, để mẹ đi không để ý là chết này. Nó có cái lon giữa đường kìa. Má có vũng nước đéo để ý này. Tránh cả vũng nước này ra nữa. Địt mẹ mày, con chuột báo thế nhở? Đi đường néo nào? Sao mày quay lại? Nhìn đéo nào nhờ? Cút. Cái cửa exit kìa. Con mẹ là mình vừa đi vào nước đấy à? Bố mày sợ cái đầu buồi. Yes.
bố mày lại sợ cái đầu buồi. Ra được ngoài rồi. Dạ sơ. Tìm đường dây. Lộn mà. Đi đường đéo nào nhỉ? Bạn này mình vừa xuống. Đây hơi lạc nha. Cái lon nước ở đây này. Ủa đi đường đéo ta. Giấu cái máy bay ở đây à? Ai kia? À con Laura với cả thằng kia nó đang đi tìm. Tìm đường dây và đi theo chúng. Ủa nhưng có đi được đéo đâu. Đi vào nhà này à? Mẹ rồi.
xuống đây. Cần ván gỗ. Mẹ, ván gỗ lấy ở đâu nhỉ? Chắc phải đi ra ngoài rồi. Ván gỗ lấy ở đâu nhỉ? Đây cũng cần ván gỗ. Lấy cái ván gỗ ở đâu nhỉ? Đồ. Giấu đây. No! Nó địt còn mẹ. Mai chơi tiếp đi, 7:10.